Ủa? Một em to mọi người. Mồi ong này rất là nhạy cho tất cả các loại cá luôn nha. Đó, lên, ô con bự. Lên. Ôi, cá bự rồi. Nè. Mày thấy chưa? To cái chưa? Hello mọi người, trở lại với kênh của mình nha. Mình là Quang Linh đây. Hôm nay mình mời mọi người đi câu cá với mình đó nha. Tiếp tục câu cá với mồi ong đó mọi người. Mồi ong nghệ. Hôm nay câu cá chốt nha mọi người. Chỗ này câu rất là lý tưởng luôn nha mọi người. Có cái bóng cây rất là mát luôn. Đó, lên, ô con bự. Tiếp tục nữa mọi người. Một phát nữa nha. Tập dũng anh cho cá to nó lớn đến nó ăn nha. Kiếm một em cá to cho mọi người xem. Đó, lại ăn mọi người. Gì thì phao luôn nha. Lên, một em. Mình cũng bé mọi người, không được to. Nhưng mình cũng ú á. Đây. Đó, cũng ú nha mọi người. Lên em nó ra thấy vô được trong đó là nó tốt rồi. Nó kéo được nhắm là nó kêu kéo thầm đi. Giờ này cũng hơi trưa, mấy người bán bánh đồ và bán đồ hàng rong là hơi ồn mọi người. Đó là ăn. Ủa? Một em to mọi người. Ồ, ăn cá chốt này rất là to luôn. Đây, 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 đây. Quá trời to rồi. Nè, mày thấy chưa? To cái chưa? Nằm đi. Đó, đến em đó mọi người. Ngay đó, ngay ổ thì rồi. Lên một em nữa mọi người. Ừ, em này ú nha. Em này rất là ú luôn. Nè. Đó. Vàng nha. Em này béo á. Em này kho tiêu là tới tay luôn mọi người. Cá chốt này kho tiêu là nấu canh chua với bắp chuối nha. Là im luôn. Lên một em mọi người. Có nghe nó nằm đợi sẵn. Ngay ổ rồi, bữa nay ngay ổ cá chốt mọi người. Em này cũng không được to mấy mọi người. Em này cũng vừa. Đó, dần ẻo luôn. Hãy subscribe.
Mình câu bằng mồi ông nghệ mọi người à, mới săn hai ổ ông nghệ vòng vòng đây luôn mọi người. Nãy mình câu ổ kia ở nhà đem theo mình bắt được hai ổ thôi. À, mồi ông này rất là nhạy cho tất cả các loại cá luôn nha. Đây. Mới mọi người, mời ông mới bắt đó, vừa mới hết sức nặng luôn. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Lên, em. Rồi, cái mình bỏ xuống. Lên một em. Ủa, nhiều cá lắm á, hai cần lên luôn luôn. Một em nữa rồi. Cái tay cái nước này còn mặn, con giáp quá ta. Đó, rồi đó. Lên, em. Thank you.
ui cá bự rồi, em to luôn mọi người, em này có trứng luôn, bụng cho bá nè. Đó, ăn này mọi người. Để ngoài vẫn ăn luôn. Ơn. Đâu, to, to. Đây, ăn cái chốt. Béo nha. Một em. Một em ú luôn. Em này có trứng mọi người. Đây à.